Sau 4 vòng thi đấu gây cấn, dù không muốn nhưng rất tiếc khi phải nói lời tạm biệt đến Hải Đăng Doo, chàng hot tiktoker đầy tài năng và nhiệt huyết. Có thể nói, trong suốt thời gian gắn bó cùng đại gia đình gương mặt thân quen, Hải Đăng Doo luôn giành được nhiều tình cảm từ các anh chị thí sinh và ekip vì tính cách đáng yêu hòa đồng, tinh thần nỗ lực không ngừng. Hãy cùng xem lại những tiết mục đặc sắc Hải Đăng đã đem lại cho khán giả gương mặt thân quen. Đấy, cái này nó giống nhà anh Tuấn hơn đây nè em. Có người mang bình yên về nơi nào xa xôi chẳng bên bờ, có người giao vào nhau niềm tin, tình ấm nóng không thể rời xa. Có người đi thật xa chẳng trở về. Là mà mưa nó nhiễu, mồ hôi nó nhiễu, nó nhiễu toảng nhìn thấy thương. Biết đâu được hai ta sớm có kết cục buồn, nỗi đau này em đưa cho cơn gió cuốn. Điều gì xảy ra với em, mong rằng đừng xảy ra với em, thôi ta chia tay đi nhưng em sẽ không. Thấy thương em quá Hải Đăng. Tuần trước em làm Hà Anh Tuấn đẹp trai lịch lãm biết bao nhiêu, tuần này ép vô cái khuôn làm Bích Phương. Sau khi mà tiết mục đã đi được một nửa bài đó thì chính cái niềm tin của em nó cũng tác động tới anh. Hóa ra con bé nó dễ thương, nó quyến rũ thiệt. Thật bây giờ thì cái cảm xúc nó qua rồi, anh thấy kỳ lắm. Nhưng mà hôm nay chị nhìn thấy một sự cố gắng rất là nhiều ở chỗ em. Em cố gắng ẹo từng tí một rồi em cố gắng để mà mềm mại được như Bích Phương, và chị thấy hoàn toàn thuyết phục không? Giơ bàn tay cô kìm nén những cảm xúc, vui mình vào đêm đen. Ôi anh chẳng tìm thấy lối ra, ôi tối quá. Sau lưng là tiếng nói yêu anh chẳng rời xa anh. Trong mắt anh điều ấy nó dối trá, tại sao người vội quên mau. Bài ca anh viết sẽ không được trọn vẹn đâu em. Luôn yêu một ai thật rồi, ôi mai chẳng là anh đâu. Vậy thì người cứ... Nếu mà em có sai sót thì là làm không giống anh Dũng hay là sao? Mong mà Sky sẽ bỏ qua và nhìn nhận em cách tích cực đấy. Em chỉ là bản thân thôi chứ không thể nào có thể giống được một ấn tượng như vậy. Bên em để thôi nhớ mong cánh hoa tàn giữa chân đàn, là cả tuổi xuân rơi theo môi tình. Em rất là giống, đặc biệt ở cái góc nhìn nghiêng như thế này. Và em chú ý đến cái điệu cười hay nhếch mép của Thành á, nó có cái nét hào hoa lãng tử một tí. Khi bạn ấy ca cái bài này, cặp mắt bạn ấy rất là chân thành. Thì chị thấy rằng là hôm nay cái phần diễn của em gây ngạc nhiên cho chị. Khi em như hoa nhạt màu, anh quên khi ta có nhau. Những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn. Tiết mục vừa rồi chị nghĩ là hoàn hảo nhất xưa giờ của em. Nhân dáng chị cũng thấy giống Trấn Thành. Em nhếch mép rồi em nhếch cái áo, chị cũng thấy giống Trấn Thành. Sương rơi trên cánh buồm, hãy nước mắt em ngắm trao, mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong cánh hoa tàn dưới chân nàng, là cả tuổi xuân mang theo môi tình. Chúng ta phải nói lời chào tạm biệt thí sinh Hải Đăng Doo. Cảm xúc hiện tại của em thì không phải là buồn hay là thất vọng, bởi vì trước khi mà em quyết định tham gia chương trình này thì là cái mục tiêu là em sẽ học hỏi được nhiều và em sẽ phấn đấu nhiều hơn ạ. Bởi vì em mới chỉ có 20 tuổi nên là em đang khám phá bản thân mình chứ không phải là em khẳng định bản thân mình ạ. Hải Đăng Doo phải dừng cuộc đại dương bằng thân quen đã khiến fan tiếc nuối, nhưng hy vọng Hải Đăng Doo sẽ có cơ hội quay trở lại những trường khác thông qua tấm vé hồi sinh. Tập 5 gương mặt thân quen hứa hẹn sẽ đầy bất ngờ vào lúc 21 giờ mỗi thứ Bảy ngày 19/12/2020 trên VTV3.